Quý vị đang được theo dõi giải Thế giới võ cổ truyền năm 2024 được tổ chức trên các kênh sóng của Sao Thể Thao, Võ Viện và Vietnam Sport. Và đây là sự xuất hiện của nữ võ sĩ Mariana Adevko, nữ võ sĩ rất tự tin. Adevko đang vẫy chào quý vị và các bạn. Sự tự tin của nữ võ sĩ Adevko đến từ Cộng hòa Liên bang Nga. Và đây là đối thủ của Hà Thị Kiều Anh, đại diện cho đội tuyển Việt Nam. Adevko vẫn đang nhìn vào camera, gửi đến những lời chào đối với quý vị và các bạn. Và liệu Adevko có làm được những gì mà như người đồng đội của cô đã làm được ở trận đấu trước? Và đây là thượng đài của Adevko. Và đây là Hà Thị Kiều Anh, đại diện cho đội tuyển Việt Nam. Và đây là ban huấn luyện của nữ võ sĩ Adevko. Nhưng huấn luyện viên có thể hình rất vạm vỡ và to lớn. Và huấn luyện viên của Adevko đã gửi lời chào đến quý khán giả trên kênh sóng của Sao Thể Thao Võ Việt và Vietnam Sport. Bây giờ là lão hổ Thượng Sơn, màn xe đài của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Hai trận nữa là hết rồi. Chưa có tin nào luôn. Và hai nữ võ sĩ đều được 2 điểm sau màn xe đài của mình. Và trọng tài đang yêu cầu Kostova phải gỡ miếng bảo vệ chân. Và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ nhất của Kostova, của nữ võ sĩ Adevko thưa quý vị và Hà Thị Kiều Anh. Liên tục là cú đấm chính xác của Adevko sau cú đá của Kiều Anh. Nhịp tấn công rất nhanh của Adevko, nhưng cú đấm rất chính xác bằng tay sau của Adevko. Nhưng Kiều Anh cũng đang cho thấy tại sao mình có mặt ở trận chung kết. Adevko đang có nhịp thi đấu nhanh hơn Kiều Anh. Sự dồn ép của Adevko lên người của Kiều Anh, những cú đấm rất chính xác của Adevko, những cú tay sau móc ngang liên tục là những cú đấm của Adevko. Sức ép của Adevko đang đè lên người Kiều Anh. Adevko thi đấu cùng phong cách với Kostova, cả hai võ sĩ đều dồn ép nhau. Adevko vẫn đang dồn ép Kiều Anh, nhưng nữ võ sĩ Việt Nam đang có những cú đá chính xác hơn Adevko. Cú đá chính xác của Kiều Anh. Kiều Anh thi đấu không quá vội vã, nhưng những cú đá của cô vào giáp của Adevko là chính xác. Liên tục là những cú đấm chính xác của Adevko vào đầu của Kiều Anh. Và trọng tài đang sửa lại nón cho Adevko. Và quý vị đang được theo dõi giải Thế giới võ cổ truyền năm 2024 được tổ chức trên các kênh sóng của Sao Thể Thao, Võ Viện và Vietnam Sport. Liên tục là những tình huống vào đòn rất chính xác của Adevko. Adevko đang dồn ép Kiều Anh, nữ võ sĩ của đội tuyển Việt Nam. Liên tục là những cú đấm chính xác của Adevko.
Cú đạp chính xác của Adesco. Và vừa rồi là cú đá trúng giáp của Kiều Anh. Hai nữ võ sĩ ở hạng cân nặng nhất của giải thế giới võ cổ truyền 2024 đang thì cho thấy sự nhanh nhẹn trong từng cú đánh của mình. Và Adesco với lợi thế là những cú đấm đang thể hiện tốt hơn Kiều Anh. Đá giáp chuẩn xác của Kiều Anh. Và hiệp thi đấu đầu cuối cùng đã kết thúc. Và đây là sự xuất hiện của nam võ sĩ Sergey Renikov đến từ Cộng hòa Liên bang Nga, sẽ thi đấu với Nguyễn Tiến Sơn ở hạng cân 90kg. Và đây là sự xuất hiện của Nguyễn Tiến Sơn. Nguyễn Tiến Sơn sẽ gặp phải một thử thách mang tên Sergey Renikov. Và hiệp thi đấu hiệp 1 của trận đấu của nữ võ sĩ ở hạng cân trên 75kg nữ, nữ võ sĩ Adesco đã giành chiến thắng 5-0 trước Hà Thị Kiều Anh của đội tuyển Việt Nam. Các võ sĩ của Cộng hòa Liên bang Nga đang cho thấy họ mạnh đến như thế nào ở các nội dung đối kháng của giải thế giới võ cổ truyền năm 2024 được trực tiếp trên các kênh sóng của Sao Thể Thao Việt Nam Sport và Võ Việt. Và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ hai, nơi mà Kiều Anh phải làm việc nhiều hơn để mong thắng ở hiệp thi đấu thứ hai và đưa trận đấu vào hiệp thi đấu thứ ba trước Adesco, nữ võ sĩ rất mạnh của Cộng hòa Liên bang Nga. Liên tục là những cú đấm của Adesco. Adesco đang cho thấy mình là một nữ võ sĩ có bộ tay rất tốt. Và Kiều Anh đang sử dụng bộ chân của mình. Liên tục là những cú đá chuẩn xác của Kiều Anh. Những cú đấm rất chuẩn xác của Adesco. Adesco đá không nhiều, nhưng những cú đấm của cô đã bù lại được những cú đá. Kiều Anh đang di chuyển và tỉa giáp. Cú đạp chính xác của Kiều Anh. Liên tục là những tình huống đổi đòn. Tay sau tốt của Kiều Anh vào đầu của Adesco. Nếu Kiều Anh cũng như chơi như thế này, tự tin như thế này thì trận đấu phải bước vào hiệp thi đấu thứ 3. Cú đá của Kiều Anh và cú đấm của Kiều Anh. Có vẻ như thể lực của Adesco đang tụt xuống. Không còn những tình huống tấn công vồn vã nữa của Adesco. Liên tục những cú đấm chính xác của Kiều Anh. Thể lực của Adesco đang bị tụt. Và bây giờ là lúc Kiều Anh lên tiếng. Những cú đấm vô và những cú đá vô cùng chính xác của Kiều Anh. Nữ võ sĩ của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang đẩy cao tốc độ của trận đấu. Cú đạp của Adesco. Adesco đang bị chậm lại. Có lẽ như là thể lực của Adesco đã bị suy giảm sau một hiệp 1 mà cô thi đấu vô cùng công hiến và tung rất nhiều những đòn đánh về phía Kiều Anh. Đạp ngang của Adesco. Đấm của Adesco. Bắt chân của Adesco nhưng trụ của Kiều Anh là có. Những cú đá rất nhiều của Kiều Anh. Adesco thể lực của cô đang xuống rồi. Và bây giờ là thể lực cho Kiều Anh. Có vẻ như tay sau của Adesco đã bị đau. Mọi vũ khí lợi hại của Adesco đã gặp chấn thương. Những cú đấm của Adesco không còn được mạnh nữa. Cú gối của Kiều Anh. Những cú đá của Kiều Anh đã khiến cho tay phải của Adesco bị đau. Và bây giờ là lúc Kiều Anh tận dụng được lợi thế này. Hiệp thi đấu thứ hai kết thúc. Và chúng ta có vẻ phải bước vào hiệp thi đấu thứ ba để quyết định ai là người đạt tấm huy chương vàng ở hạng cân trên 75kg nữ này. Và đây là hình ảnh rất tự tin của nam võ sĩ đến từ Cộng hòa Liên bang Nga, Sergey Renikov. Rất tự tin. Và trận đấu giữa Adesco và nữ võ sĩ của đội tuyển Việt Nam Hà Thị Kiều Anh phải bước vào hiệp thi đấu thứ 3. Hiệp thi đấu quyết định. Và Kiều Anh đang có được lợi thế khi tay sau của Adesco đang bị đau. Và các huấn luyện viên của Adesco cũng đang massage tay cho cô để có thể bước vào hiệp thi đấu thứ 3 này. Hết giờ nghỉ, chăm sóc viên xuống đài. Rex time's over. The parent team please exit jury. Thank you. Thank you.
Và chúng ta sẽ đến với hiệp điều quyết định trận đấu giữa Adesco và Kiều Anh. Adesco đang di chuyển rất nhịp nhàng. Cú đánh là đầu tiên của Kiều Anh. Và bây giờ là sự dồn ép của Kiều Anh lên người của Adesco. Liên tục là những cú đấm chính xác của Kiều Anh và những cú đá trúng giáp của Kiều Anh. Tay của Adesco vẫn đang bị đau và cô vẫn chưa thể tung những cú đấm chính xác về phía của Kiều Anh. Adesco đang đổi theo thế kèo thuận tay trái. Thể lực của Adesco đang bị suy giảm rồi. Adesco không còn nhịp được nữa. Và bây giờ là cơ hội dành cho Kiều Anh. Kiều Anh bình tĩnh tự tin thi đấu. Liên tục là những cú đấm và những cú đá chính xác của Kiều Anh, kèm theo đó là một cú gối. Cả Kiều Anh và Adesco đang rất mệt. Những tiếng thở hổn hển trên võ đài, nhưng cả hai vẫn đang muốn cống hiến vì một trận đấu nảy lửa. Kiều Anh không việc gì phải vội khi cô đang dẫn điểm trước Adesco. Liên tục là những tình huống đổi đòn của hai nữ võ sĩ, kèm theo đó vẫn là những tình huống gối len lỏi của Kiều Anh. Adesco đang xuống thể lực rồi. Đấm say sau chính xác của Kiều Anh, hai đấm của Kiều Anh. Adesco đã rất mệt rồi. Quật ngã của Kiều Anh với Adesco. Adesco đã quá mệt rồi. Đòn đánh ngã không được công nhận cho Kiều Anh. Nhưng từ đòn đánh ngã này chúng ta có thể thấy là thể lực của Adesco đã suy giảm rất nhiều. Tay sau rất tốt của Kiều Anh. Adesco có vẻ đã buông xuôi rồi. Adesco bây giờ còn chỉ có thể chịu đòn và phản đòn mà thôi. Kiều, những cú đấm rất chuẩn xác của Kiều Anh. Adesco quá mệt rồi. Cú đá chính xác của Kiều Anh. Cái tay đầu và thể lực suy giảm đang khiến cho Adesco phải buông xuôi trước Hà Thị Kiều Anh của đội tuyển Việt Nam. Liên tục là những cú đấm của Kiều Anh về phía Adesco. Võ sĩ của Cộng hòa Liên bang Nga đã rất đau rồi, rất đau rồi. Cơ hội cho Kiều Anh giải quyết trận đấu và trở thành nhà vô địch của giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Liên tục là những cú đấm chính xác và trận đấu kết thúc. Và Kiều Anh chắc chắn sẽ trở thành nhà vô địch của giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Một pa lội ngược dòng ngoại mục của nữ võ sĩ đến từ đoàn Đồng Nai đại diện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tại giải thế giới võ cổ truyền năm 2024, được trực tiếp trên các kênh sóng của Sao Thể Thao Võ Việt và Việt Nam Sport tại nhà thi đấu Đà Nẵng quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy là Adesco mệt mỏi như thế nào. Và võ sĩ Hà Kiều Anh sẽ là người giành tấm huy chương vàng tại giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Một pha lội ngược dòng ngoại mục của Hà Kiều Anh trước võ sĩ rất mạnh đến từ Cộng hòa Liên bang Nga, Adesco. Xin chúc mừng Hà Thị Kiều Anh và cũng cảm ơn Adesco đã đến tham dự giải thế giới võ cổ truyền được tổ chức tại Việt Nam.